Xin chào quý vị các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Quang Trường đang có mặt tại Thuận An, tại gia đình nhà anh Quân nha mọi người. Và ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho Trường Thành Audio được qua để phục vụ lắp đặt một bộ dàn máy cho gia đình nhà anh Quân tại đây. Đây quý vị các bạn này, toàn những bộ micro quốc dân thôi. Đó, bộ này bộ mic rất là xịn sò nha. Lát thì quý vị sẽ thấy cũng là Vatasa nhưng mà chúng ta chưa biết là bộ mic nào. Hát nhẹ, hát hay này. Rồi, vang số một modem new 2023 nha mọi người, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, cũng đến từ nhà Vatasa. Với bộ này thì chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao hôm nay anh Quân lại chốt nhanh thế. Ơi thưa quý vị, cái cơ ngơi của anh Quân này chắc chắn là Quang Trường cũng thấy, hình như là anh Quân là một người cũng rất là đam mê âm nhạc nha mọi người. Đó, một số đồ cổ này để hết ra bên ngoài này. Đó, quý vị thấy không? Chuẩn bị lắp đặt dàn mới đây. Bảo sao anh đã chuẩn bị gần hết tất cả các dây rác ở đây rồi. Lát thì chúng ta sẽ sắp xếp cái hệ thống tủ máy bên trong này nha mọi người. Đó, cũng thấy có loa rất nhiều rồi. Ok, và quý vị chờ đội ngũ của anh em Trường Thành nhau đưa một chút nha. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt thật nhanh. Và sẽ giới thiệu, Quang Trường sẽ bắt đầu giống như mọi hôm thôi, sẽ chia sẻ và giới thiệu cho quý vị và các bạn từng sản phẩm một nha mọi người. Và mọi người sẽ cảm nhận được toàn bộ cái chất lượng âm thanh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lắp đặt và bàn giao cho gia đình nhà anh Quân. Đây, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì Quang Trường sẽ bắt đầu mở hộp ra cho anh Quân cùng kiểm tra nha. Cặp loa, bật mí quý vị này, cặp loa đến từ thương hiệu Paramax Euro 8. Nhưng mà trong âm thanh thì để chúng ta khai thác được một cái chất lượng âm thanh tổng thể thì nó yêu cầu rất nhiều yếu tố quan trọng đấy quý vị. Chất lượng của một cặp loa thì nó chưa đủ, nó không thể nói lên được cái chất lượng tổng thể của một bộ dàn. Và lát thì Quang Trường sẽ chia sẻ thêm mà tại sao ngày hôm nay anh Quân lại lựa chọn cái combo này. Cặp loa Paramax Euro 8 thì ghép với những cái thiết bị nào để chúng ta thu được một cái chất lượng âm thanh đẳng cấp nhất nha quý vị. Đó. Đây. Cũng có thể nói rằng là với cặp Euro 8 này thì Paramax người ta đóng gói rất là cẩn thận quý vị này. Rất là chỉn chu nha. Okay, cái này cũng dành một lời khen cho Paramax Corporation Việt Nam rất là nhiều. Đó, đóng thùng hộp rất chỉn chu nha mọi người. Đây, cảm giác được bóc tem nó cũng sướng, mặc dù ngày nào cũng được bóc nhưng mà cứ mỗi lần chuẩn bị bóc tem nó lại hồi hộp. Đây anh, kiểm tra giúp em. Đó. Đây là phiên bản màu black nha mọi người, màu đen. Đó. Rất là đặc biệt nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cái xốp ra ngoài nhé. Chân của quý vị. Đó. Ừ, cái đấy, cái ổ điện có điện hẳn sẵn rồi. Tí khi mà đấy thôi. Vừa lắp đặt thì chúng ta giao lưu với anh Quân một chút nha mọi người. Tổng là anh Quân là chơi tất cả đến thời điểm bây giờ là bao nhiêu bộ dàn nhỉ? Nói chung nhiều, mỗi phòng bộ. Mỗi phòng bộ. Từ gác kia một phòng nhà riêng. Vâng, đúng là đam mê luôn. Nói nhưng mà mình chơi lâu cho anh bắt đầu chơi nghiên cứu cái món âm thanh loa đài này được bao nhiêu năm rồi? Từ 2000 mấy đến giờ, vào Sài Gòn đến giờ đấy. Vâng, đây thưa quý vị và các bạn, anh Quân ra nào, từ 2000 mấy thì đến bây giờ là khoảng cỡ 20 năm rồi. Đúng không anh? Vâng, cũng tốn tiền rồi đó. Đấy, tầm khoảng 20 năm. Nhưng mà quy ra vào cái tiền chơi âm thanh bây giờ là mua được con xe không anh? Con xe 7 chỗ không? Làm gì được. Làm gì được. Đây quý vị các bạn. Nhưng mà thực ra thì cũng chia sẻ với quý vị một chút nha. Không những anh Quân đâu, này, mọi người cũng vậy thôi. Nếu mà chúng ta chơi âm thanh này thì đôi khi lâu lâu chúng ta cũng có sự thay đổi giao lưu giữa cái bộ dàn âm thanh màu sắc của hãng này hãng kia. Nhưng mà đánh chính vì vậy cho nên là Trường Thành Audio sẽ phối ghép rất nhiều những cái sản phẩm tinh túy theo quý vị của từng hãng một. Đó. Và chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái chất lượng âm thanh tổng thể. Và lát thì chắc chắn là quý vị sẽ không nên bỏ qua nha. Trong cái phần test âm thanh của cái bộ dàn này. Và nhiều quý vị chắc là sẽ muốn tìm hiểu thêm một chút về cái mẫu loa Paramax Euro 8 nha mọi người. Đây quý vị có thể thấy mặt sau này. Mặt sau thì nó sẽ được trang bị một cái lỗ thoát hơi này. Đó, một lỗ thoát hơi. Có thể nói là Paramax càng ngày cũng càng hoàn thiện rồi, làm cũng rất là chỉn chu hơn nha mọi người. Và cái giáp cái loa phía sau. Đó, với cái modem của anh Quân hôm nay, anh lại thích màu đen cơ. Nhưng mà lý do nào lại thích màu đen này anh? Sở thích cho cái màu đen. Vâng.
Kiểu nhìn nó khoái đúng không? Đây thưa quý vị, có cả một cái chân nha. Đó, bộ chân loa thì nhà sản xuất sẽ để trong này này. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ bắt đầu bỏ ra và lắp đặt thật nhanh. Để lát thì sẽ test âm thanh. Và đặc biệt là lát nữa thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Quân tiếp nha mọi người. Để xem rằng là ngày hôm nay thì trải nghiệm ở showroom với lại ở cái không gian thực tế của gia đình anh thì nó có sự khác biệt nhau nhiều không? Đó, có sự chênh lệch nhiều không nha mọi người. Đây, mọi người để ý nhá. Với dòng Euro 8 của chúng ta thì đợt này nhà sản xuất cũng có một số thay đổi này. Với cái tấm EK lưới này thì chúng ta chỉ cần để sát vào đây thôi. Đó, mọi người để ý này. Đó, bên trong thì nó đã thiết kế cái nam châm rồi. Và khi chúng ta để như này thì cái vấn đề mà sau này chúng ta vệ sinh cái căng này rất là đơn giản, hoặc là đôi khi chúng ta thay đổi cái sự trải nghiệm nghe nhìn. Đó, nghe thôi thì chưa đủ, đôi khi ví dụ nhìn. Như phải nhìn đấy. Nhìn là thấy giống như chẳng hạn là đang tán một cô gái đẹp nào đấy nhắn tin mãi, gọi điện mãi chán lắm, thôi thì gặp nhau cái đi. Nghe nhìn phải sờ cái đúng không anh? Phải sờ cái đúng không anh? Đây đây anh thử sờ đây cái thế nào? Sờ anh thử sờ đây xem nó có sướng không anh? Cái này thì mềm lắm, mịn lắm, mịn như bột. Đó thì kiểu lâu lâu quý vị đùa vui tế táo một chút nha anh em, để cho không gian nó thoải mái. Ví dụ như là lâu lâu chẳng hạn chúng ta không thích theo thiết kế căng này này, đó thì quý vị các bạn bỏ ra. Đó, ngắm nhìn toàn bộ nội thất. Đấy, bởi vì khi chúng ta mua cặp loa này về thì chúng ta toàn quyền được sở hữu mà, thích làm gì thì làm. Cởi nào, cởi. Đấy, thích cởi hay là thích úp vào thì chúng ta xử lý. À, anh có chạy em này nha. Với những quý vị nào mà chúng ta thích ngắm nhìn nhiều hơn, chúng ta sẽ được ngắm nhìn cả những con ốc ở trên những cái họng loa chép quý vị này. Đó. Được ngắm nhìn cả những chiếc ốc yêu thương của chúng ta trên cái chiếc loa chép này. Để lên bên đó nha. Đây, thưa quý vị, một cái siêu phẩm có thể nói là đẳng cấp nhất hiện nay so với những cái dòng loa số khác trên thị trường. Đó chính là mẫu Vatasa cánh 300 nha mọi người. Đây, quý vị thấy này. Đó, thiết kế của cánh 300 rất là đẳng cấp nha mọi người. Toàn bộ cái mặt này là mica này, bóng này. Khi chúng ta nhìn vào cái vang số này thì nó rất là chắc chắn nha. Cầm rất là đầm tay. Toàn bộ những nút cơ khí quý vị này. Chúng ta có lẽ là để tìm một cái lời chê gì đó thì rất là khó nha. Phải thừa nhận rằng là Vatasa có một cái lối thiết kế độc quyền rất là đẹp, ngoài là nó căng chất high-end, high-fi trên những dòng sản phẩm này. Đó, và nó sẽ kèm theo một cái remote mọi người này. Vâng, chị em đang review quý vị ạ, chùm cuối về. Đó, đây quý vị, với cái remote này thì chúng ta sẽ thấy nha, của Vatasa cánh 300 này, quý vị thấy không? Nó vô cùng là chi tiết nha. Và chúng ta sẽ thấy nó rất là quen thuộc trên những cái dòng vang số 3-1 của Vatasa quý vị này. Rất là dễ sử dụng nha. Chúng ta có thể tăng giảm giải âm bát này. Đó, không cần phải dùng nút giống như những cái âm ly cơ hoặc là những chiếc vang cơ truyền thống nữa, mà toàn bộ là công nghệ số này. Thích tăng giảm giải âm chung này và giải âm chép. Đó, mọi người để ý nha. Và ở cái phần của hát karaoke của phần mic cũng vậy này, tăng giảm bát này, đó, chung, chép rất là dễ nha. Và có tăng tông giảm tông bài hát này và 4 chế độ chọn nhanh nha mọi người, 1, 2, 3, 4, và thay đổi các đường input này. Và cái remote ở trên cái mẫu cánh 300 này cũng được trang bị rất là xịn sò nha mọi người. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để vào hệ thống này. Đây, cầm trên tay một cái bộ microphone đắt tiền thì quý vị thấy này, từ cái chi tiết nhỏ nha, nó làm rất là sắc nét này. Thường thì chúng ta sẽ hay nói câu châm ngôn rất là quen thuộc là tiền nào thì của đấy, đúng không ạ? Chắc chắn rằng là khi quý vị mua một cái bộ micro cao cấp đắt tiền thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy từ cái chi tiết nhỏ của nhà sản xuất nha mọi người. Đó, từ cái tay micro này, những chi tiết cơ khí thôi nó cũng đã rất là sắc nét rồi, bởi vì nó được sử dụng tất cả những chất liệu như là nhôm xịn quý vị này. Rồi cái đế này nó cũng là bằng cao su cho mọi người, cái đế chụp này này bằng cao su. Và đặc biệt nhé, với cái bộ microphone Vatasa T900 này thì không những là chúng ta thấy được cái lối thiết kế đẹp bên ngoài, chỉnh chu về cơ khí này, mà cái điều quan trọng nhất với một bộ microphone đó chính là cái khả năng thu tín hiệu một sở đó của giọng hát của mọi người, hay tiếng nói nó phải chuẩn này, khi hát nó phải nghe này, và cái giọng của chúng ta nó phải hay, nó phải êm, nó phải bay bổng nha. Khi chúng ta hát thì nó không mệt. Còn nếu mà cầm mic lên mà hát bị đục rồi, hát bị mệt hoặc là hay hú rít thì chắc chắn rằng là bộ microphone đó thì nó sẽ là một bộ ở giá rẻ thôi, không phải là những bộ cao cấp. Đây, quý vị có thể chiêm ngưỡng qua cái đầu thu nha. Với những cái lối thiết kế độc quyền của Vatasa thì chúng ta sẽ thấy này, nó thiết kế rất là sang trọng nha. Với cái đầu thu của Vatasa T900 này,
Và đặc biệt là cái sóng ở trên cái bộ mic này thì nó được sử dụng cái giải tần số UHF từ 640 đến 690 MHz. Hôm nay thì Quang Trường rất là dân dã cho mọi người. Ngồi trong gia đình này rồi, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà sẽ review thật là chi tiết và chỉn chu cho quý vị và các bạn luôn. Và khi chúng ta mua một cái bộ microphone này nhá, thì sẽ được tặng kèm hai đôi pin sạc cho mọi người. Đó. Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là quý vị và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cái chất lượng âm thanh thực tế của bộ microphone này, Vantasa T900 này. Con về hả con? Kèm theo cả cái rắc chống lăn quý vị này. Đó. Rất là xịn sò nha mọi người. Rất là chắc. Quang Trường đang bắt đầu lắp lại. Dĩ nhiên là không biết quý vị như nào nhưng mà Quang Trường thấy rằng là cái chống lăn này nó rất là tiện nha. Nhưng mà dĩ nhiên là khi chúng ta lắp chống lăn vào thì nó không thể nào đẹp, nhìn nó đẳng cấp như cái lúc mà chúng ta để nguyên được. Nhưng mà thôi đúng không ạ, chấp nhận là xấu xấu một tí thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta để trên bàn không may nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều cái rủi ro. Nhiều khi xỉn xỉn rồi hoặc là làm vài xị rồi hát karaoke chẳng hạn, hoặc là anh em bạn bè đông thì chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát được. Nó sẽ như thế này quý vị này, đó, để xuống đất này. Không thể lăn được nha mọi người, không thể lăn được. Người ta gọi là chống lăn. Đó. Xin chào quý vị các bạn nha. Và bây giờ thì em xin phép được phỏng vấn anh Quân một xíu nha. Vâng, thì ngày hôm nay thì bên trường thành audio chúng em thì sau khi qua Samsung test rồi này, rồi bây giờ thì cái chất lượng âm thanh thực tế thì đội ngũ anh em kỹ thuật đã xử lý xong cho anh. Thì anh có cảm nhận như thế nào và đã hài lòng về cái bộ dàn combo ngày hôm nay chưa? Nói chung là tôi cũng hài lòng các bộ, mình đã thích rồi thì cảm thấy rất hài lòng. Vâng. Nhưng mà khi mình nghe cái không gian ở nhà, chính cái không gian của thực tế của nhà mình với lại ở trên Zoom này, anh thấy nó có sự chênh lệch nhiều không? Nói chung là cũng 50-50 như nhau thôi đúng không ạ? Đấy, vậy thì nhiều show đua mình cái cách âm nó hay hơn. Dạ, nhà dạ. Mình ở đây là không có cách âm. Vâng. Thực chất thì nó cũng về âm học nó không thay đổi nhiều đúng không ạ? Vâng. Thì ngày nay thì anh cảm thấy thực sự là hài lòng về cái giá trị mình đã đầu tư ra chưa? Vâng. Thỏa mãn chưa? Cũng thấy được. Vâng. Thôi, thay mặt đội ngũ anh em Trần Thành Nhau Đô thì xin cảm ơn anh Quân rất là nhiều nhé. Vâng, chúc anh và gia đình giải trí thật là hạnh phúc với cái combo này. Ok, cảm ơn. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ nói lại một lần nữa cho quý vị và các bạn nhé về cái combo ngày hôm nay. Về thiết bị thì chắc chắn là Quang Trường sẽ không chia sẻ nữa rồi. Và chúng ta sẽ chia sẻ thêm tại sao quý vị và các bạn sẽ thấy rất nhiều những combo mà Trần Thành Audio lại xây dựng của rất nhiều hãng lại với nhau. Bởi vì mỗi một hãng, nha quý vị, chúng ta giống như công việc là ví dụ như là khi chúng ta làm một việc đơn giản chẳng hạn thì quý vị có thể một lúc xử lý được rất nhiều việc. Nhưng mà những hãng âm thanh cũng vậy, cái nền tảng công nghệ của một hãng thì rất là quan trọng. Có những hãng thì chuyên về sản xuất, nắm giữ công nghệ lõi về phần loa này. Có những hãng thì chuyên về cục đẩy công suất hay là mixer hay là microphone. Vì vậy thì với những cái thiết bị âm thanh thì nó gần như là không có sự giới hạn. Tất cả những cái hãng như là loa quý vị này, của Paramax hay của DT Đức hay của JBL Mỹ hay là của Jamo, Calip vân vân thì nó đều sử dụng chung một cái chuẩn âm thanh của quốc tế nha mọi người. Thì với một cặp loa chẳng hạn là tốt, quý vị kết hợp với những thiết bị chất lượng tốt này, ví dụ như là cục đẩy công suất này, hay là một chiếc loa số chất lượng, hay một bộ microphone chất lượng chẳng hạn, thì toàn bộ cái chất lượng tổng thể mà chúng ta thu được khi chúng ta nghe thì cái âm thanh nó chính là cái chất lượng cuối cùng mà chúng ta cảm nhận được nha mọi người. Vậy thì khi chúng ta xây dựng một cái combo chẳng hạn mà chúng ta ghép nó có sự sai lệch, ví dụ như là chúng ta mua được một cặp loa tốt rồi mà trong khi đó chúng ta đầu tư ở những bộ microphone chất lượng quá kém này, hay là những chiếc cục đẩy công suất, hay là những chiếc vang số chúng ta ghép ở phân khúc nó quá thấp chẳng hạn, thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào
tái tạo ra được một cái chất lượng âm thanh tổng thể. Và vô hình dung thì Quang Trường có thể chia sẻ rất là nôm na cho quý vị hiểu đơn giản như này. Ví dụ như chúng ta có tầm khoảng 30 triệu hay 50 triệu thì quý vị có thể mua của hãng gì thì mua, hoặc là quý vị có thể ghép bất kỳ, quý vị có thể mua loa thấp hoặc là đẩy xịn, hay mua loa xịn đẩy thấp hay mic thấp, thì nó cũng đều cho ra cái chất lượng trong cái tầm tiền đó thôi nha mọi người. Nhưng mà khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận bỏ ra một cái tầm tiền cao hơn chẳng hạn, ví dụ như là lên 70 triệu hoặc là 80 triệu hay là 100 triệu thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận một cái chất lượng âm thanh nha của cả một cái combo này nó sẽ hoàn toàn khác biệt rất là nhiều. Vậy cho nên là gì? Trong cách chơi âm thanh thì chúng ta hãy lấy những cái hãng high-end ra làm một cái hình mẫu để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng cảm nhận nha. Và chúng ta xây dựng lên cái cách chúng ta setup. Rất nhiều hãng loa lớn chẳng hạn họ không sản xuất âm ly nha quý vị. Họ cũng không sản xuất ra các thiết bị như là DAC giải mã hay là Frame này. Đó, mà họ phải sử dụng của tất cả những hãng khác. Bởi vì với những hãng lớn thì người ta chỉ chuyên về sản xuất một thiết bị thôi. Bởi vì không thể nào có quá nhiều tiền đúng không ạ, để mua rất nhiều công nghệ. Và khi cái số lượng đòi hỏi phải bán ra thị trường rất là lớn thì người ta mới thu hồi vốn được. Chính vì vậy là khi chúng ta xây dựng những cái combo như thế này thì đòi hỏi cái kỹ thuật phối ghép nó rất là quan trọng. Và không có khái niệm là phải đồng bộ của một hãng nào mới là hay, hay là phải đồng bộ hết của hãng này hãng kia. Ví dụ như câu chuyện nha, với một cái hãng DT Dream Visual chẳng hạn, chúng tôi cũng bán rất là chạy trên thị trường hiện nay của đơn vị TTP nhập khẩu và phân phối nha mọi người. Nhưng mà trong một cái hãng đó chẳng hạn thì nó có khoảng vài chục cái modem cục đẩy công suất, hay là có vài chục cái modem loa. Vậy thì trong cùng một hãng thôi, chứ chúng ta chưa nói đến là hãng khác nha, thì lại cần phải sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm. Khi chúng ta kết hợp lại thì cũng phải chọn lựa rất là kỹ. Đó. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái combo loa Paramax Euro 8 là Limited quý vị này, màu đen và black nha. Kết hợp với những cái thiết bị rất là xịn sò nha mọi người. Cục đẩy công suất quý vị này, DT của Đức này, lên 406 cho mức độ công suất là 600W trên một kênh, ở mức độ trở kháng là 8 ohm, và một chiếc van số cao cấp mới ra mắt của Vatasa New 2023 nha mọi người. Cái X300 này với lối thiết kế thì rất là đẳng cấp rồi. Và một bộ microphone không dây Vatasa T900. Đó. Vậy thì có lẽ với combo này thì chắc chắn rằng là không có gì để chúng ta cần phải hối tiếc nữa rồi đúng không ạ? Với một mức đầu tư, người ta thường nói là gì? Tiền nào thì chất lượng đó. Và chúng tôi luôn luôn chỉ dám khẳng định là tối ưu hóa tốt nhất trong cái tầm tiền, cái phân khúc mà khách hàng đầu tư. Và chúng ta không thể so sánh với một cái đẳng cấp cao hơn nữa được đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta chỉ thêm 10 triệu nữa thôi, hoặc 20, thậm chí là gấp đôi tiền nữa thôi, thì chúng ta lại được trải nghiệm một cái lối trình diễn âm thanh mang lại một cái màu sắc nó lại khác hoàn toàn. Vậy thì cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn thân yêu nha, đã luôn luôn đồng hành và theo dõi Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt là ngày hôm nay cùng với Quang Trường, chúng ta đã bàn giao xong và lắp đặt xong cho gia đình nhà anh Quân tại Thuận An, Bình Dương, một bộ dàn âm thanh vô cùng chất lượng, được tối ưu hóa cách phối ghép chuẩn kỹ thuật của Trường Thành Audio được áp dụng lên trong cái combo này. Vậy thì quý vị và các bạn có thể xem thêm nhiều hơn nữa, chi tiết hơn nữa tất cả những cái sản phẩm này trên một cái hệ thống website chuyên nghiệp nha của Trường Thành Audio là truyenthanhaudio.com, hoặc quý vị có thể liên hệ qua hai số hotline chính của Trường Thành Audio là 0586798888 và 0817365555. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Trường Thành Audio, đặc biệt là Quang Trường, xin một like này, rồi share kênh, ủng hộ kênh, và đặc biệt là đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật rất nhiều những clip mới nhất từ Trường Thành Audio. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong một clip gần nhất. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.